phần mà các bạn nói là một bệnh nhân có cả ba chọn lựa US SL laser và laparo, thì chúng ta chỉ giải thích cho bệnh nhân rằng ta giả định rằng đây là phương pháp số 1, phương pháp số 2, phương pháp số 3. Ưu khuyết điểm của từng phương pháp một, ưu điểm là cái gì? Ví dụ như là giải số L thì bệnh nhân không cần gây mê, bệnh nhân tán xong sẽ về liền. Tuy nhiên trong trường hợp của sỏi này có thể tán 2-3 lần mỗi lần giá bao nhiêu, và những cái biến chứng tai biến chứng nó có thể xảy ra, ví dụ như là đái âm máu sau tán sỏi, bệnh nhân về có thể sốt cao, đau bụng dữ dội, có phải nhập viện liền để nội soi để lấy sỏi mảnh vỡ và đặt biểu trí. Nếu chậm trễ có thể nhiễm trùng máu và chết. Rồi phương án thứ hai là laser, thì chúng ta phải tự đi sống nội soi từ dưới bàng quang lên tán sỏi, khả năng lấy hết là bao nhiêu phần trăm, khả năng sỏi chạy vô thận là bao nhiêu phần trăm. Nếu chạy vô thận thì chúng ta sẽ đặt đúc di, không làm gì, rồi ngày hôm sau chúng ta sẽ tán ngoài cơ thể. Chi phí đó không phải là do cái chuyện mà di chuyển cuộc sỏi, đó không phải là do lỗi của bác sĩ, mà do đó nên toàn bộ các chi phí phát sinh thì bệnh nhân mới chịu nếu chọn phương án này. Nếu chúng ta không giải thích như vậy, nếu ngày hôm sau chúng ta tán cái cục sỏi nó chạy lên, thì bệnh nhân nói bác sĩ hứa với tôi là lấy cục sỏi, giờ không biết làm sao lấy được thì thôi lấy. Thế là chúng ta phải trả tiền luôn cái tán sỏi ngoài cơ thể, 5-7 triệu sau chúng ta phải trả. Chúng ta hiểu chưa? Hiện nay bệnh nhân rất là hay bất thường, không phải là bất thường mà nếu trong quá trình điều trị chúng ta không giải thích hết các nguy cơ, các tai biến chứng, thì khi xảy ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thì chúng ta đều sẽ bị thiệt thòi hoặc là bị khó lòng mà thắng được bệnh nhân khi mà ở thư kiện hoặc là có vấn đề pháp lý ở đây. Do đó nhắc lại cho các bạn, trong cái phần options các bác sĩ sẽ đưa ra options, tuy nhiên choice thì hãy để cho người nhà choice. Bác sĩ đừng có choice. Nếu chúng ta choice sau đó lỡ xảy ra tai biến chứng, chúng ta không còn đường rút luôn. Còn chúng ta chọn option thì khi xảy ra tai biến chứng, người nhà thư kiện chúng ta nói là chúng tôi đã giải thích option, trong mỗi option đều có ưu khuyết điểm, và cái choice này là ông bà chọn chứ không phải chúng tôi chọn. Chúng tôi đã đề nghị option kia, option nọ, nhưng mà ông bà lại chọn option này, cái chuyện của ông bà. Như vậy chúng ta hiểu rằng nếu người bác sĩ chủ quan trong quá trình giải thích mổ xẻ mà chúng ta không đưa ra hết các option, sau này 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng sau, bệnh nhân phát hiện rằng còn option khác tốt hơn, lúc đó người ta cũng có quyền khiếu kiện mình. Tại sao lúc đó còn phương pháp tốt hơn bác sĩ không giới thiệu với tôi? Bệnh viện bác sĩ không có, nhưng có những bệnh viện chỗ khác có, chúng tôi sẽ đi đến đó. Chúng ta hiểu được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta không có sandwich, nhưng bệnh nhân nó làm sandwich, thì chúng ta tại sao chúng ta không giải thích như bệnh nhân là ở đây còn phương pháp sandwich nữa, tuy nhiên chúng tôi không có triển khai ở bệnh viện này. Một cục sỏi như thế này, yeah. Rồi chúng ta giải thích cho bệnh nhân là giờ không còn cách nào trên đời, chỉ còn mổ hở thôi, yeah. Sau đó thì bệnh nhân lại được ai đó bác sĩ nào đó nói là còn phương pháp sản xuất nữa, yeah. Bệnh nhân nhà rất là giàu, bệnh nhân nhà có mấy triệu đô la luôn, thì những trường hôm nay chúng ta sẽ làm sản xuất cho nó. Tại sao chúng ta lại open? Bệnh nhân cao 1m7 nặng 80kg, open thì còn gì của nữa. Chúng ta hiểu được chưa? Trong trường hôm nay sandwich rất là tốt, còn bệnh nhân rất nhiều tiền, bệnh nhân nói với mình là tiền bạc không thành vấn đề. Chúng ta hiểu được chưa? Như vậy qua buổi sáng hôm nay các bạn trình rất là tốt, hãy nghe quay lại cái quần chúng và chúng ta quan trọng là phải selfie, tức là quay ngược lại cái người quay á, bấm cái nút selfie á. Mấy sai rồi.